định vào nằm chung cái, nhưng mà thôi kiêng, hôm nay em phải đến ngày đến tháng nên là kiêng. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời cầu Phật cho sang năm Lê Văn muốn được cái nhà như này ở, trời ơi là trời. Chúng tôi lại quay lại căn nhà 68 đường Trần Quang Khải. Đấy là bốn em và cả tôi là người thứ năm vào trong căn nhà, là căn nhà 68 đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi tiếp tục lại quay lại gia chủ Facebook này. Căn này là 6 tầng của chúng tôi. Con xe đẹp không? Có tiền tôi cũng sẽ mua con xe này về để đi. Con xe này rất đẹp. Tôi chỉ mong sao có con xe này để đi chở gái đi cho nó hoành tráng. Gia chủ này thì cũng làm bên cán bộ. Thấy mũ rồi các bạn biết rồi đấy. Làm bên quan chức nhà nước. Chú cũng sống rất tốt và rất hòa đồng, thương những người dân lao động như chúng tôi. Gia chủ này làm bên cơ quan nhà nước thì cũng rất là hòa đồng và thương những người dân lao động khổ cực như chúng tôi. Và cũng nhờ sự uy tín của chúng tôi nên gia đình mới thuê làm như thế. Thường năm. Nhà thì rất sạch sẽ nhưng mà vẫn phải dọn, như kiểu dọn định kỳ ấy. Đây là nghỉ trưa. Định vào nằm chung cái nhưng mà thôi kiêng, hôm nay em phải đến ngày đến tháng nên là kiêng. Bên Trung Quốc Tô Ngộ Không kêu đội bọn em bằng cụ tổ. Ngộ Không kêu đội Lê Văn Muốn bằng cụ tổ. Trèo leo hơn khỉ nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời cầu Phật cho sang năm Lê Văn Muốn được cái nhà như này ở, trời ơi là trời cầu Phật. Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời cầu Phật cho sang năm Lê Văn Muốn được cái nhà như này ở.